Duy Minh kính chào quý chú chị cô bác ha, và chào lại kênh của Duy Minh. Thì hiện tại giờ xe tới rồi quý cô chú anh chị ơi, rồi chuẩn bị chắc nước vô ha. Đó. Đúng rồi. À, anh Nam Nam cầm giùm em cái anh Nam, em vô em hỗ trợ cho. Bây giờ vô hỗ trợ đi. Rồi. Để nằm được không? Không được nằm được không? Có để trước không? Để trước không chị? Quay. Được không? Đây được nè. Nếu mà để gì phải để nằm xuống anh. Ồ, còn được. Đây còn được cái nữa nè. Dưới đây cái nè. Chùm đem để trước ha. Bỏ lên chỗ ngồi luôn anh Nhân. Mình bây giờ anh lên anh sắp đi, để tụi em ở dưới đây ấy cho anh sắp đi à. Tụi em ấy cho nè. Hả? Dầu nữa hả? Tí chuyện đi, tí đứng nói chuyện đi. Cảm ơn cả nhà nha. Dạ, dạ. Đỡ quá đường tay coi đủ con nó không hết còn đây con cũng không nữa. Đưa đây, đây. Anh ấy đi đây nắng nè. Tí chuyện đóng còn nướng nữa không anh? Được hả? Hết che đầy rồi còn trước kia nữa ha. Rồi. Giờ xe này ra còn xe kia tới nữa. Giờ. Ở chút xe mình còn còn không? Vậy chút, xe mình gieo luôn đi. Chút xíu gỡ xe bên mình mớ đi. Đấy. Ở sao con mấy cái gì đó. Có mấy năm bạc á. Được không? Được. Hay là người giờ chắc qua xe bên mình luôn ha quý chú gì. Xe của mình luôn.
Đó, bây giờ xe của anh Nam là đi chung với anh em mình sẽ chạy tới chắc tiếp ha. Đó, bây giờ thì đi từng xe ô tô rồi xuống dưới sẽ tiếp tục mua thêm nữa quý vị anh chị. Rồi xe gì là giờ? Xe tam đi trước hả? Xe mình vô sau hả? Nhanh mà, cái này nhanh mà. Rồi. Tới xíu. Chị anh cầm luôn đi để em cái cho. Mở lên luôn anh. Rồi lên anh. Rồi anh em cho hộ vào đấy cho mình cái. Đây. Phát cho bà xã. Coi thử ấy được chưa ta? được mấy cái nữa hả? Còn con nữa không anh? Hết phải không? Dạy xe của mình đúng không? Dạy xe của mình cái nữa. Tắt máy hả? Tắt máy là lặng rồi đó. Giờ là mình hai xe đúng không? Cái của anh ấy đi rồi. Rồi. Cái này sao? Anh Nam ơi. Trời. Cầm đỡ giùm anh cái coi. Để anh có sách cho nha.
này lấy xe vô kìa. Rồi, anh sắp vô rồi anh. Để cho anh sắp vô đi. Bỏ dép luôn, xong lại sọt vô, sọt ra. Được chưa anh? Để nằm đi anh. Đứng gì để nằm? Không cái gì nữa. Đứng nhiều. Được chưa nha? Cái này là lát nữa phải ăn sáng xong đi, bây giờ xong rút là để nói. Được chưa? Xe không ờ đúng rồi, xe này xe thứ tư luôn rồi. Ghê hả? Nhanh nhanh đi. Hả? Ừ. Một phần ba đó. Còn được không anh? Được không anh? Còn hai bụng. Đấy đấy, được không? Ở đây được không? Được không? Em thấy để hàng ngang đây được á. Được không? Ở chỗ này. Xe này chỉ nhiều quá. Đó. Rồi. Được rồi đó. Rồi. Bốn xe, còn xe nào nữa? Cảm ơn em. Còn xe nào nữa không? Chút nữa nghe quý cô chú anh chị. Tại giờ mình tạm ngưng ở đây quý anh chị, đợi xe tới nữa rồi sẽ chở những cái phần nước này xuống các đủ xe xuống cho ba xã ở là xã Quan Quế Tây ở huyện Bình Đại từ Bến Tre nè, xã thứ hai là xã Châu Hưng nè cũng huyện Bình Đại luôn nha, xã thứ ba là xã Đại Hòa Lộc cũng huyện Bình Đại luôn. Bà con cô bác nhớ đón xem video của Duy Minh nha. Xe còn xe của chị Hồng Loan nè, xe Linh Tý nữa quý anh chị.